chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho bạn cái hồ bơi Phú Hoàng Anh, quận 7. Mình đang đứng ở khu Nguyễn Linh, quận 7. Đối diện bên đây là khu trung cư Trung Sơn, quận 8. Qua cầu là mình chạy 1 phút nữa đến phường Nguyễn Hữu Thọ, mình về phải. Vì không có nhớ tên đó. Tâm sự các bạn là mình đang điều trị thấy quá đau cổ nên ngày ngày mình muốn bơi. Mỗi ngày hoặc là thường xuyên mình chọn những điểm bơi lạ để mà vừa điều trị mà vừa trải nghiệm cái cuộc vui mới. Đồng thời chia sẻ các bạn những cái hồ bơi mới cho các bạn biết được. Và nếu có thấy video này nó có hay thì mình xin các bạn hãy subscribe hoặc like. Cảm ơn. View rất là đẹp. Đường Nguyễn Hữu Thọ chúng ta về phải các bạn. Vừa đi bơi và vừa trải nghiệm dùng trong nước luôn. Gió ở đây rất là mát. Đường đi cây xanh, cây cối cũng um tùm. Đây là cuộc sống mơ ước. Các bạn đến đâu đó học rất nhiều người mà mấy người nói rằng
đây thì đường Nguyễn Thọ có một cái ngã tẻ qua bên quẹo ngược về. Đây là khu chung cư của anh, mình sẽ qua bên đó để mình mua vé bơi. Đó, các bạn thấy view nè, rất đẹp. Mình sẽ gửi xe vô trong chung cư ha các bạn. Chủ nhật lên có nhiều khách đi bơi, khách ở chung cư nhiều rất nhiều nên hơi đậu rất nhiều, nó còn tăng lên. Rồi giờ gửi xe nè. Rồi chúng ta bắt đầu lên cầu thang ha, sau khi gửi xe xong. Đây là cái view của chung cư. Hồ bơi này như resort các bạn. Vé bơi đây thì mới thay đổi, bữa trước là 30, hôm nay lên là 40. Các bạn hãy vô cái bên khu quản lý dự án các bạn mua vé. Đầm quá, chủ nhật phải đầm thế chứ. Dọc này chung cư có những tiện ích rất đã. Nhìn cảnh đây các bạn tưởng là khu vực cắt biển của Phan Thiết không nhé. Mình vô đây là bên khu mua vé nha các bạn. Rồi sau khi mua vé xong bắt đầu mình bắt đầu tiếp tục vô cửa bơi ha. Do hàng ngày mình đi bơi đó nên mình đi khám phá rất nhiều chỗ đi bơi nó lạ để thay đổi cảm giác. Thì có điều kiện mình sẽ quay những cái chỗ lạ khác các bạn. Nên mình thấy chỉ chỗ này rất là đẹp thôi, như biển bạc nè. Mình cũng tham mê đóng bóng bàn lắm, nhưng mà vì bệnh nên mình hạn chế chơi hoạt động mạnh. Này chủ nhật đầm quá, này chỗ led thay đồ.
hai quay á. Ủa em nghe chị. Chào hẻm em ha. Đâu em đi qua bên nhà bè rồi. Đi bơi bên đây. Ừ, qua bên Toàn đi bơi. Đi bơi bên chỗ anh Toàn. Bơi sải có chậm chãi các bạn.